quý vị các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục An Minh đất và người kỳ thứ hai. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện An Minh tổ chức sản xuất. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về các hoạt động sản xuất nông nghiệp, định hướng phát triển du lịch trên địa bàn huyện An Minh. Trước khi giao nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những sự kiện nổi bật đã diễn ra trên địa bàn huyện An Minh trong những ngày qua do Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện thực hiện. Quyền an minh với địa thế thuận lợi, một số điểm có tiềm năng phát triển du lịch như cảng cá xẻo nhào ở xã Tân Thạnh và rừng tiểu khu 34 thuộc xã Đông Hưng B. Trong đó khu vực rừng tiểu khu có thể đưa vào khai thác ngay. Tuy nhiên ở tiểu khu 34 hiện nay chỉ khai thác du lịch tự phát, chủ yếu là khách lẻ chưa kết nối được với các công ty du lịch. Các dịch vụ kinh doanh theo thời vụ chưa phát huy hết tiềm năng du lịch của địa phương, thiếu thông tin về sản phẩm dịch vụ do chưa được quảng bá nhiều. Qua khảo sát, đoàn công tác của Sở Du lịch Kiên Giang đánh giá, quyền an minh có tiềm năng để phát triển du lịch, trong đó một số địa điểm chỉ cần tổ chức quản lý phù hợp sẽ đưa ngay vào khai thác du lịch, phục vụ du khách. Quan trọng nhất là cần hệ thống lại tài nguyên du lịch, xây dựng kế hoạch phát triển du lịch theo từng giai đoạn 5 năm và hàng năm, đề ra các giải pháp cụ thể, quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng, bảo vệ môi trường, xây dựng chương trình kế hoạch định hướng xây dựng sản phẩm dịch vụ, đào tạo nguồn nhân lực, xúc tiến quảng bá, kêu gọi đầu tư để khai thác giá trị tài nguyên, phục vụ phát triển du lịch của địa phương. Trường Chính trị Kiên Giang phối hợp với Quyền quỹ An minh tổ chức lễ khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị K119 tại Trung tâm Chính trị Quyền An minh. Lớp trung cấp lý luận chính trị K119 có 73 học viên là cán bộ đảng viên giữ chức danh lãnh đạo và dựng nguồn các chức danh lãnh đạo của các chi đảng bộ thuộc diện quản lý của đảng bộ Quyền An minh trong quá trình học tập học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản gồm những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh những vấn đề cơ bản về đảng cộng sản và lịch sử đảng cộng sản việt nam những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị nhà nước pháp luật và quản lý hành chính nhà nước đường lối chính sách của đảng nhà nước về các lĩnh vực của đời sống xã hội kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ bảy Hội đồng Nhân dân tỉnh, kỳ họp thứ sáu Hội đồng Nhân dân huyện. Đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang cùng các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã có các buổi tiếp xúc cử tri tại 11 xã thị trấn trên địa bàn huyện An Minh. Tại các nơi đến, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang cùng các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã báo cáo với cử tri kết quả sau kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh và sau kỳ họp thường kỳ thứ 6 Hội đồng Nhân dân huyện, báo cáo về kết quả giải quyết những ý kiến kiến nghị của cử tri ở lần tiếp xúc trước qua nghe báo cáo, đa số cử tri thống nhất khi những kiến nghị được xem xét giải quyết. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được, cử tri An Minh cũng mong muốn nhà nước cần sớm đầu tư thực hiện một số tuyến đường giao thông nông thôn tại các khu vực gặp khó khăn về điều kiện đi lại nhằm phục vụ nhu cầu của người dân và các em học sinh. Đảm bảo cung cấp điện sinh hoạt cho nhân dân ở một số địa phương còn khó khăn. Các vấn đề liên quan đến thực hiện chế độ đối với người có công kiểm soát và bình ổn giá các loại vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản nhằm kịp thời biểu dương khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống và tố giác tội phạm, góp phần tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại địa phương. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Minh vừa trao tặng giấy khen cho hai tập thể đã có thành tích đột xuất trong công tác đấu tranh tố giác tội phạm là đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy công an huyện An Minh và lực lượng công an xã Thuận Hòa. Trước đó, lực lượng công an đã bắt nóng được đối tượng Nguyễn Văn Trê, sinh năm 1988, có hộ khẩu thường trú ấp Vĩnh Thành A, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận đã thực hiện 7 vụ trộm với tổng số tiền gần 100 triệu đồng. quý vị và các bạn, theo kế hoạch vụ mùa 2022-2023, huyện An Minh phấn đấu lắp lại vụ lúa trên nền đất nuôi tôm khoảng 24.000 ha. Trên cơ sở lịch thời vụ sản xuất đã triển khai, ngành nông nghiệp huyện đang tích cực phối hợp với các xã thị trấn đẩy mạnh các giải pháp tuyên truyền, vận động, hỗ trợ để bà con nông dân gieo cấy lắp lại vụ lúa đạt theo kế hoạch đề ra. Năm nay tình hình thời tiết tương đối thuận lợi, mưa sớm với lượng mưa nhiều nên việc tích trữ nước ngọt rửa mặn cải tạo đất và chuẩn bị các điều kiện lấp vụ lúa được bà con nông dân chủ động thực hiện sớm hơn so với mọi năm. Xã Đông Thạnh là một trong những địa phương có diện tích vụ lúa lớn của huyện An Minh với 4.180 ha. Hiện bà con nông dân trong xã đã cải tạo đất và chuẩn bị mạ đảm bảo lấp vụ đạt 100% diện tích. Tại hợp tác xã Thạnh Hòa, xã Đông Thạnh, Tính đến cuối tháng 7 năm 2022, 100% bà con xã Viên đã cải tạo đất sông và sẵn sàng gieo cấy đồng loạt ngay khi bước vào đầu lịch thời vụ. Ở đây tụi tôi thì là là vận động là, là là bà con là tranh thủ là làm đất sớm rửa mặn để gọi là lấp lại vụ lúa sớm hơn các năm trước để rồi nhằm là làm sao cho nó đảm bảo cái tới khi mình thu hoạch lúa là là mình đón mặn mình làm làm được cái 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 vụ tôm là nó sớm đầu vụ nhiều năm nay thì đối với đông thạnh này công tác lắp lại vụ lúa thì cơ bản đạt theo cái nghị quyết của huyện ủy ủy ban dân huyện đặc biệt là có cái mới năm 2022 đó thì được các công ty đại dương xa xanh tập đoàn tăng long và nhiều công ty khác đã có cái phối hợp giữa ủy ban xã các ngành nông nghiệp À, đã có uh, cái liên kết uh, với nhau để uh, lôi kéo các công ty về để bao tiêu sản phẩm, uh, bao tiêu uh, giá cả, uh, bao tiêu những cái vật tư nông nghiệp uh, đến cứu vụ cho bà con nông dân. Không riêng gì xã Đông Thạnh, hiện nay 11 trên 11 xã thị trấn trên địa bàn huyện An Minh, nông dân cũng đang khẩn trương cải tạo đồng ruộng, chăm sóc mạ và chuẩn bị mọi điều kiện để sẵn sàng xuống giống lắp lại vụ lúa trên nền đất nuôi tôm. Qua khảo sát, toàn quyện An Minh có trên 26.000 hecta, 24.000 hecta đã cải tạo xong, sẵn sàng cho vụ lúa, dược trên 3.000 hecta so kế hoạch chung của quyện. Năm nay bên cạnh thuận lợi về mặt thời tiết, bà con nông dân cũng rất quyết tâm trồng lấp lại vụ lúa, bởi qua kinh nghiệm nhiều năm sản xuất đã chứng minh được lợi ích của việc lấp vụ lúa nhằm đảm bảo sản xuất bền vững cho mô hình tôm lúa. Bây giờ tác xã thì nó có lợi cho 10 trong có lợi gì nè, nó bao tiêu sản phẩm của mình trước ra, ra làm ra thì nó bao tiêu nhưng mà giờ giống má phân bón gì công ty được đã đầu tư cho mình hết nó ngay đi hội có xã thì nó đưa cho mình hết phân phối lúa giống rồi toàn bộ hết bao bọng gì nó đưa toàn toàn bộ cho mình hết rồi mình cấy nó ngay cũng có lời chứ không phải không có lời rồi lợi là, là dụng cũng cái gốc gạ gì cho nuôi tôm nữa hai ba thứ lượt Thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ huyện An Minh lần thứ 9 nhiệm kỳ 2020-2025, nhiều giải pháp trong phát triển kinh tế nông nghiệp được triển khai, trong đó gắn sản xuất với liên kết tiêu thụ nông sản, thực hiện cánh đồng mẫu lớn theo tiêu chuẩn việt gáp hữu cơ. Từ đó nông sản bà con làm ra không còn bị ép giá, lợi nhuận tăng cao. Đây cũng là động lực quan trọng để việc lấp lại vụ lúa đạt kết quả cao, dần trở thành tự giác trong tư duy sản xuất của nông dân huyện An Minh. Năm nay à huyện quỹ với ban quyện đã tập trung chỉ đạo cho sản xuất lúa à, đến thời điểm hiện nay thì tình hình gieo xạ lắp lại vụ lúa trên nền đất nuôi tôm của huyện An Minh cơ bản đạt được nhiều cái yếu tố thuận lợi, bà con rất là tích cực trong công tác rửa mặn cải tạo đất, đặc biệt là năm nay đã có trên 2.000 hecta liên kết tiêu thụ lúa với các giống chất lượng cao như ST5, ST24, ST25, lúa tím. Theo dự báo năm nay do lượng mưa nhiều, độ mặn giảm đến mức thấp nhất nên việc trồng lại vụ lúa gặp rất nhiều thuận lợi. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp, bà con nông dân tuyệt đối không nên chủ quan mà cần chủ động gia cố bờ bao, phòng tránh thiếu nước ngọt vào cuối vụ. Bên cạnh đó, để đồng hành cùng bà con nông dân, ngành nông nghiệp sẽ khẩn trương xây dựng kế hoạch điều tiết mạng ngọt, kịp thời đóng các cống đập trên địa bàn huyện để đảm bảo nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất vụ lúa năm 2022-2023 đạt hiệu quả cao nhất. Thưa quý vị và các bạn, khai thác tiềm năng du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, đưa du khách trải nghiệm thực tế gắn với văn hóa dùng sông nước, biển rừng là định hướng phát triển du lịch được ngành chức năng huyện An Minh triển khai thực hiện. Quyện An Minh thuộc dùng U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang là nơi tiếp giáp với vườn quốc gia U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang và vườn quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau. An Minh có hệ sinh thái rừng ngập mặn phong phú, đa dạng về sinh học, có điều kiện thuận lợi để đầu tư phát triển kinh tế, ngành nông lâm ngư nghiệp và dịch vụ. Nhiều sản phẩm tại địa phương tạo được uy tín trên thị trường trong và ngoài tỉnh như tranh vỏ tràm, mật ong, tôm, cua, các loại thủy sản. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội nói chung và phát triển du lịch nói riêng trên địa bàn huyện. Ủy ban dân huyện cũng đã xác định là trên địa bàn của huyện An Minh thì có rất nhiều cái loại hình sản phẩm dịch vụ du lịch. Trước mắt thì huyện cũng đã là xây dựng kế hoạch để thực hiện phát triển du lịch giai đoạn 21-25 và định hướng 2030. Cơ bản là huyện cũng đã xây dựng kế hoạch từ nay đến 2023 đó là chọn là cái loại hình dịch vụ du lịch ở một số nơi như là ở xã Đông Hương Bê, ở rừng tiểu khu 34 và xã Dân Khánh Tây, rừng tiểu khu 33 để xác định cái mở cái du lịch cộng đồng cũng như là du lịch sinh thái. Với đặc thù sinh thái rừng tràm thuộc các xã Đông Hương Bê, Dân Khánh, Dân Khánh Tây, huyện An Minh định hướng xây dựng các sản phẩm và dịch vụ du lịch đặc thù từ rừng trong đó nhiệm vụ trọng tâm là bảo vệ tài nguyên rừng cân bằng sinh thái tạo ra sự hấp dẫn đối với du khách ưu tiên đầu tư phát triển rừng phòng hộ kết hợp kinh doanh du lịch bảo vệ tốt các loài động thực vật quý hiếm xây dựng phương án bảo vệ bảo tồn thiên nhiên đa dạng sinh học để phục vụ khách tham quan du lịch tổ chức khuyến khích nhân dân nuôi ong mật nuôi các loài thủy sản để du khách tới tham quan thì có thể là phát triển cái kiểu như là như các cái vùng trên mà người ta vô chạy giường rồi người ta trải nghiệm người ta tự hái quả người ta ăn hay hoặc là người ta tự đến người ta bắt những cái con cá quan dã mà người ta ăn thì nó thực tế như vậy mình thấy nó cũng hay. Về Khánh Tây thì nơi đây thì diện tích tự nhiên là có 4.245 hecta trong đó thì có cái khu rừng sinh thái là diện tích khoảng 1.380 hecta đây là cái nơi mà có rất nhiều điều kiện để thu hút du lịch tại nơi này. Đặc biệt thì Giang Tây cũng có một cái tiếng gần vòng hộ ven biển. thì kết hợp là giữa gần biển thì phải nói là điều kiện để sắp tới là, là phát triển du lịch có cái tiềm năng rất lớn. Mà tại nơi đây thì trước đây là có cái vùng ca cứ khách mạng à, thì có các cái đơn vị cái quân khu chính đóng quân như là bệnh viện tiền thân bệnh viện 121 của quân khu chính thứ hai là là nhà máy in của quân khu chính Thứ ba là có cái công ty dược Hậu Giang tiện à, à, tiền thân ở nơi này. Thì à, ngoài ra thì à, trên địa bàn là diện tích rừng à, như thế thì hiện nay là à, có rất nhiều cái cái sản phẩm phụ từ rừng, ví dụ như là à, mật ong hay cá đồng hay các cái động vật à, quan dã phục vụ cho cái việc tham quan giả à, ngoại là rất lý tưởng với mục tiêu sớm đưa du lịch cộng đồng phát triển, nâng cao đời sống cho nhân dân, các ngành chức năng huyện An Minh đã xây dựng hoàn chỉnh các kế hoạch về phát triển du lịch. Trong đó, phân tích sâu tiềm năng lợi thế, các nhóm giải pháp thực hiện từng giai đoạn và định hình những sản phẩm du lịch thế mạnh đặc trưng, liên kết nội tỉnh và liên kết dùng để từng bước khai thác du lịch. Song song đó, huyện An Minh tiếp tục nâng cao hệ thống giao thông nông thôn nhằm phát huy các loại hình du lịch sinh thái, trải nghiệm các địa danh lịch sử và kêu gọi đầu tư các loại hình du lịch giải trí, nghỉ dưỡng muốn hoàn thiện được cái phát triển du lịch thì trước mắt là kêu gọi các nhà đầu tư và quyện sẽ là mời các cái, cái ngành chuyên môn để là hướng dẫn rồi là tạo điều kiện cho quyện mà muốn hình thành được cái phát triển du lịch trên địa bàn của quyện thì phải hoàn chỉnh cái hệ thống là giao thông tạo điều kiện, mọi điều kiện để cho các cái, cái du khách đến là là tham quan du lịch rồi là mở cái các cái dịch vụ để là cho khách du lịch đến là là vui chơi giải trí. Quyết định thành công trong quá trình phát triển du lịch còn là sự vào cuộc cùng chung tay của tất cả các ngành chức năng, sự quan tâm tiếp sức đúng lúc của lãnh đạo các ngành chuyên môn, có phần quan trọng trong việc xây dựng những sản phẩm du lịch, những địa danh du lịch hiệu quả. Ở đây là mình có thể có cái lịch sử à, truyền thống cách mạng à, và là cái điểm tham quan du lịch có thể là khai thác được cũng như là một số các cái dịch vụ như là gác kèo ong hay là tham quan ngắm ngắm cảnh và thưởng thức những cái món đặc sản của địa phương và các cái sản phẩm ô cốp của địa phương có thể phục vụ được cho khách du lịch. Phát triển du lịch gắn với phát triển các loại hình dịch vụ, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là định hướng chiến lược quan trọng để phát triển kinh tế xã hội của huyện An Minh, đồng thời tạo động lực để vực dậy một số ngành lĩnh vực khác. Bên cạnh đó, phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa và các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, còn góp phần giải quyết tốt vấn đề việc làm, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân địa phương. Chương mục An minh đất và người do Đài phát thanh và truyền hình Kiên Giang phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện An minh thực hiện sẽ được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình qua trang thông tin điện tử tổng hợp của Đài tại địa chỉ www.kgtv.vn, ứng dụng KGTV trên điện thoại thông minh và trên kênh youtube truyền hình Kiên Giang. Mọi ý kiến đóng góp cho chương mục, quý vị và các bạn có thể gửi về địa chỉ Đài phát thanh và truyền hình Kiên Giang số 39 đường Đống Đa, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.